Xin chào cả nhà, hôm nay mình có đến nhà vườn của bạn Minh Toàn ở ấp Vĩnh Hưng 1, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai giống mai ghép cho Tết nha nha. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ nha. Thì đây là cái đường lộ hướng ra cầu cây da nè cả nhà ơi. Anh chào Toàn nha. Rồi em chào anh. Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem kênh của anh Thành Tông Lê nha. Nay thì lần đầu tiên em giao lưu, thì em giao lưu một số mai mã số với cuối cùng thì mai giống nhỏ. Rồi. Với ít cây mai tàn. Rồi. Rồi đầu clip thì em giao lưu cái cặp đầu tiên là mai đại lộc ha. Rồi, đang nở có bông gió nè. Cây đầu tiên. Mã số 1 cả nhà ơi. Dạ. Cái thông số sao em? Dạ cây này gốc thì nó xem xém tay cái ha. Gốc này ba mùa mấy. Rồi. Cái chiều cao tán ngang có chuyện sao? Chiều cao 70 cm, tán ngang thì 40. Ừ. Cây bên đây cũng vậy. Hai cây đại lộc hết em. Dạ hai cây mai lộc hết. Nụ cho Tết. À, có cái mặt hoa nè cả nhà ơi. Đó. Hai cây cây bên đây chiều cao 60. Ừ. Ngang 45, hai cây thì giá là 300 ngàn bao phí, bỏ chậu nha. Rồi, cho anh xin một vòng luôn Toàn ơi. Hai cây 38 á. Hai cây 38. Hai cây 38 bao phí. Đó, giá cực kỳ yêu thương luôn ha. Rồi, cả nhà mình tham khảo như cả nhà. Đó, tính như có 150 cây mà còn bao ship này kia, chị mình thấy không? Rất là rẻ ha. Hoa cực kỳ chuẩn ha. Tại đại lộc này thì từ 5 đến 49 cánh ha. Anh chị em mình mua về làm giống thì mình chọn những cái cây mà có mặt bông sẵn á. Ừ. Thì về mình ghép nó sẽ chuẩn hơn. Rồi, cả nhà mình tham khảo quá chừng nước nụ luôn cả nhà ơi. Ừ, một cặp gì là 300 ngàn bao phí ship cả nhà. Quá xinh viên luôn á. Nói chung là có xử lý đế hết, tại vì cái này mình chôn sâu cả nhà. Toàn gần như liền cốt hết trơn cả nhà ơi. Ờ nút nụ nè. Ờ cả nhà mình tham khảo hôm nay mình vô lưu tới 20 mã số và một số mai giống cuối clip với lại mai tàn nha cả nhà. Cả nhà cố gắng xem hết clip nha. Tiếp theo là cặp số 2 ha, cũng rồi. Là mai đại lộc luôn. Rồi. Đó, cây này cũng ghép 4 mùa mấy à. Nó cũng lô hết phải không em? Dạ này nhích hơn hai kia xíu. À. Góc xem xém tay cái. Ừ. Nè, ghép liền này. Liền cốt hết trơn cả nhà. Cây này là cao 70, tại ngang 45 ha. Ừ. Cây bên đây thì cây này cũ to hơn. Cây này cao 65, tại ngang 50. Rồi. Hai cây này hiện giao lưu giá là 400 ha. Tại nó nhích hơn cặp kia xíu. Rồi, 400 ngàn bao phí ship nha cả nhà. Cả nhà mình tham khảo nha. Bao ship bỏ chậu về cô chú anh chị mình chuẩn bị cái chậu khoảng tầm 25 đến 30 cm vô em nha. Rồi. Một cặp đại lộc nha cả nhà. Bông rất là bự luôn cả nhà, với lại cái nụ nó rất là nhiều luôn cả nhà. Nụ nhiều lắm. Chơi Tết là khỏi bàn luôn. Mà nhà vườn mình xử lý nụ hết trơn cả nhà cứ an tâm chơi Tết nha. Hàng quá tài nó 4 mùa hết Toàn. Dạ. Tiếp theo là mã số 3 ha. Rồi. Cái này cũng có một cặp duy nhất là mai trắng viền vàng. Trắng viền vàng. Dạ, cây này cũng ghép đây 3 mùa mấy gần 4 mùa. Ơ cái này nó cỡ cái đầu bự luôn á ha em. Nè, bự hơn luôn chứ, cũ bự hơn. Ừ, bự hơn luôn. Lấy nơm. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha, đó. Trắng viền vàng. Cây này chiều cao 60, ngang 45. Ờ. Cây bên đây thì cũng vậy, gốc em, cũ. Em đến vô thử coi. Rồi. Nè. Cây này cao rồi 55, tại ngang 45 ha. Ừ. Đó, cặp này hiện giao lưu giá là 500k bao phí ha. Trắng viền vàng nha cả nhà. Đang có mặt bông à. Cô chú anh chị mình xem mặt bông luôn ha. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha. Chút nụ chưa Tết còn nhiều ha. Ừ. Bông 6 đến 12 cánh ha Toàn. Dạ. Rồi, trắng viền vàng cả nhà. Đó, chứ không phải nó tắn tinh, ở giữa thì tắn như cái viền nó vàng đậm ha. Dạ. Nó đậm hơn ở trong. Mùi thơm thì cũng rất là thơm ha. Rồi. Nụ chưa Tết thì còn rất là nhiều. Ừ. Giống thì khỏi cần gì hết, bao chuẩn giống có mặt hoa luôn rồi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Chị yên tâm ha. Rồi, một cặp mã số 3 này mình giao lưu với giá là 500k bao phí. 500.000 bao phí ship cho cả nhà nha. Chậu. Tiếp theo cặp số 4 là mai cúc họ Hương. Rồi. Ghép này hai mùa mấy ha. Ừ. Nè. Cặp họ Hương phải không em? Một dạ. Cặp luôn ha. Một cặp luôn, hai cúc họ Hương hết. Rồi, đang có mặt bông nè. Cây này chiều cao thì 60, tán ngang 50 ha. Ừ. Bông thì nở 1-2 ngày đầu rồi mùi thơm rất là thơm ha. Ờ. 4-5 ngày sau mới rụng cánh, nụ và nụ chùm, một nụ thì lên 3-4 chân xanh ha. Ờ. Đây cái đế này cả nhà, mình xin phép đến cái cây bút lông vô ha. Này, nó cởi ra xem với cái đầu nhỏ cây bút lông cũ nha. Khá là to, cũ xem chân cái á. Quá chừng bự rồi. Nè, cây bên đây nè, cũ nhìn đã lắm. Rồi. Cái này cô chú anh chị mình có thể mình thay để chậu gì mình chơi Tết xong thì ra viên, một là mình thay chậu, hai nữa mình xuống đất cũng lẻ lớn lắm ha. Ừ. Cây bên đây cao 60. Ngang 50 ha. Rồi. Hai cây này hiện giao lưu giá là chỉ 300k bao phí thôi. 300k bao phí ship cho cả nhà nha. Đó, mình chơi xong thì mình tầm đất, còn nút ngủ rất là nhiều nè. Rồi. Nhiều lắm. Rồi, tiếp theo ha, cặp thọ hương số 5 ha. Rồi. Thông rồi cả nhà. Cây này cũng ghép này 3 mùa mấy 4 mùa ha. Ừ. Thông số sao Toàn ơi? Cây bên trái trước cả nhà. Cây này cao 70, tán ngang 50 ha. Cao 70 tán ngang 50. Rồi. Rồi, cây bên đây là cao 70 tán ngang 50 luôn. Ơi, bằng luôn ha. Nè. Nè, hai cây chằng chạng nhau mà tại lấy từ heo cái ngọn nó ngon á. Rồi cho anh xin một vòng luôn Toàn ơi. Nè nụ cái bông rất là đẹp ha. Ừ, như cây đó nó ra được ba bông luôn cả nhà. Cái nụ đó ra được ba bông. Hôm qua nó có con bông mà nó rụng đều. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà ơi. 400.000 bao phí ship cả nhà. Cây thì tới chỗ cô chú anh chị em được phép kiểm tra hàng trước khi nhận ha. Ừ. Đó mình xem đúng cái cặp mình đặt thì mình nhận cây mình thanh toán. Rồi, mình cố gắng quay
chi tiết nhất cho cả nhà mình tham khảo. Nếu mà cả nhà thấy chưa kỹ nữa thì liên hệ số điện thoại của Tùng. Có thể là kết bạn Zalo thì em gọi trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem cũng được ha. Rồi, mã số 5 này mình Zalo với giá là 400k bao phí ship nha cả nhà ơi. Rồi, tiếp theo là cặp họ Hương số 6 ha. Rồi. Rồi, cây bên đây thì gốc cũ nở ha. Ừ. Gốc thì xem tây tỏ em, ghép này cũng 3 mùa mấy 4 mùa. Cũng mặt bông gió nè. Thông số sao là em ơi? Này cao 6-15, 8-55 ha. Rồi, cây bên kia sao em? Cây bên đây gốc cũng nhẹt, cũng đẹp lắm. Ừ. Xem tây tỏ liền mít. Rồi, chiều cao với 8.000. Cao 65, 8.055. Rồi, mã số 6 này em vô luôn bao nhiêu tuần? Dạ, giá là 400k một cặp, bao phí ship luôn. 400k một cặp, bao phí ship đó nha. Mình tham khảo cái đế nha cả nhà ơi. Đây, mình xem một vòng này cả nhà. Rồi, mã số này là mã số 6 cả nhà ơi. Quấn ghế cũ nở, mình nuôi càng lớn thì cũ càng nở ha. Giá trị thì cũng lên tiền luôn. Rồi, ghế cọc nhớt không? Họ Hương lẻ lớn á. Ừ. Rồi, cả nhà ở đây gần lộ cho nên cả nhà thông cảm nó hơi ồn xíu nha cả nhà. Xe cộ chạy qua lại cả nhà. À, cả nhà nếu có điều kiện thì lại nhà vườn mình cũng rất nhiều loại mai giống, mai ghép nha cả nhà. Đó, cô chú anh chị em nào lại tới vườn thì em để giá hữu nghị luôn ha. Ừ. Đó, khỏi ship bọng hết, về anh chị em mình chở về luôn. Rồi. Cây nó sẽ tươi hơn ha. Còn đôi khi đóng thùng thì sẽ bị rụng một số lá già ha. Chứ nó không có ấy hết. Tiếp tục là cặp số 7 luôn anh chị em mình ơi. Rồi. Nãy giờ mưa quá mới quay tới lại. Rồi. À, giờ nắng lên mình quay trở lại cả nhà ơi. À, cái này mình ghép giống gì Toàn ơi? Dạ, tiếp tục là cúc họ Hương. Rồi, một cặp ghép họ Hương. Này cũng khoảng tầm 4-5 tuổi ha. Ừ. Gốc lớn hơn tay cái em liền hiệu kính mít. Rồi, cái thông số mình lấy sao em? À, cây này cao 70, tới 1060 nha. Ừ. Đó. Cây bên đó. Cây bên đây thì gốc cũng vậy luôn. Ừ, cỡ như nhau. Cao 70, cái này tại 1060. Rồi, cặp này thì giá là 500.000 bao phí. 500.000 bao phí ship cả nhà. Cả nhà mình tham khảo cái đế nha. Đây. Rồi, cho anh xin một vòng luôn Toàn ơi. Mã số 7 nha cả nhà ơi. Đây, cái đế nè cả nhà. Cái này mình chơi Tết xong cái mình tòng đất, đắp mô, mình tòng tới cửa. Nó bự lắm cả nhà. Lẻ lớn lắm. Ừ. Họ Hương dễ nuôi. Rồi, cả nhà mình tham khảo nha, nói chung hàng này có nút nụ cho cả nhà mình chơi Tết hết cả nhà. Rồi, mã số 7 này mình vô luôn là 500.000 bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là mã số 8 nha, cúc hoa hồng thanh tú ha. Ừ. Đọt đỏ rất là đẹp, bông vàng. Nụ cô chú anh chị em nha nè. Rồi. Rất là nhiều nụ ha. Bự cả nhà, mình vẫn có nụ kim mình chơi Tết nha cả nhà ơi. Một hai nụ gió à. Ừ. Cái này cây là mình ghép gốc vườn ha em. Dạ, gốc bứng. Ừ. À, hoành 13, cao 65, 8.055 ha. Giá đó là 500.000 bao phí bỏ chậu. Cho anh xin một vòng luôn rồi Toàn ơi. Đây cả nhà mình bông gió cực kỳ đẹp luôn. Ừ. Với lại cái này được cái đọt đỏ nhìn đẹp lắm cả nhà, có duyên lắm. Đọt đỏ, bông vàng, lá già xanh. Rồi, cái này em ghép bao lâu rồi Toàn? Cái này ghép này 2 mùa rồi. À, đây cả nhà cái chục nó mặt hẹo gần liền hết rồi, còn xíu nữa liền. À. Đó, ghép 2 bo. Rồi, cả nhà mình tham khảo mình ghép gốc vườn nha cả nhà ơi. Cái đó. Này mình cái nụ nhìn nè, nụ rất là sai ha. À, 500.000 bao phí ship nha cả nhà. 500 bao ship bỏ chậu. Tiếp theo là mai dảo Tân Châu Green ha. Rồi. Cây ôm hạt từ nhỏ. Ừ. Cây này qua ôm hạt này là được tâm chậu khoảng tầm 4-5 tuổi rồi. Rồi, cây này hoành chín, cũ đây là 16 ha. Rồi. Cao 60, tàng ngang 75, giá là 400.000 bao phí. Rồi, cho cây sữa thân luôn. Từ nhỏ. Mình uống giáng long cả nhà. Phanh phanh những gắn rồi vậy đó. Rồi, cái nhà mình đó, hoa nha. Thì mặt bông thì 5 đến 12 cánh ha. Đấy loại mai Green thì không có chừng thần. Nút nụ rất là nhiều ha. Ừ. Đây nè. Quá trời nụ kim tới nè. Rồi mình vô luôn với giá là 400.000 bao phí ship nha cả nhà. Chậu hiện tại là chậu 250 á, vậy anh chị em mình có thể thay chậu 30 hoặc chậu 4 cũng được. Tiếp theo là mai dẫu Green ôm hạt cây số 10 ha. Rồi. Hoành chính, cao 60, tàng ngang 70 ha. Cái này có bị lỗi ở đây ăn thẹo xíu nè. Tại vì hồi đó quấn dây á nên bị phiết, nhưng mà cây vẫn phát triển bình thường, mạnh khỏe, lá xanh ôm tàn toàn đều ha. Rồi. Này trồng vài năm nó hiền liền lại. Cho anh xin một vòng luôn Toàn ơi. Mã số 10 này em vô luôn bao nhiêu? Dạ cũng 400.000 bao phí luôn. À. Cây này tàn bự lắm, bự hơn cây tước luôn á, nhưng đây mà có bị lỗi xíu à. Dạ, dảo Tân Châu Green luôn. Rồi. Đây cả nhà, mình nhiều khi cô chú anh chị mình chơi mới ghép rồi á. Ừ. Khi mình nuôi bỏ cành này kia thì mình chơi cái dảo Tân Châu Green nè, ôm hạt thì nó lẹ lớn, dễ chăm sóc hơn cái loại mới ghép ha. Ừ. Rồi cái nhà mình tham khảo một vòng nha. Mã số 10 mình vô luôn với giá là 400.000 bao phí ship nha cả nhà. Rồi tiếp theo là cũng dảo Tân Châu Green ôm hạt ha, cây số 11, hoành chính. À, cao 70, tàng ngang 70 ha, giá là 450. Rồi. Cũng sửa thân từ nhỏ luôn ha. Ừ. Tại cái này em lặt số lá cho nó ôm cho làm nụ nè. Rồi, cho anh xin một vòng luôn nè. Rồi. Thân rất là đẹp ha. Cây này nhờ lặt lá cho nên mình nhìn thấy rõ cái thân này, nhìn dạ. Lặt lượng cả nhà. Rồi, đế cũng đây cũng là 450k bao phí. Cây này chị em chơi Tết xong tòng đất thì mình nuôi lẻ lớn lắm. Ừ, dảo riêng nha cả nhà. Nó đẹp nữa. 12 cánh. Rồi tiếp theo mã số 12 cũng là mai dảo Tân Châu Green ôm hạt ha. Rồi. Cây này hoành ngay đây là chín, cao 70, tới ngang 70,
hoành là chính đó. Ôi, ôi. Đường thân nói chung đẹp, thân nó cũng giống giống nhau không, nói chung là ná nhau. Ừ. Mình có cây tùy theo cây đế này đế kia lắm đó, là nó cùng lô phải không Toàn? Dạ, nói chung mày giá là 500.000 bao phí ship ha. Rồi cho anh xin một vòng luôn, đây cả nhà nút nụ cây cũng đang ôm nụ nhiều lắm, nhấp nụ quá chừng luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha, mã số 12 này mình giao lưu là 500.000 bao phí ship cho cả nhà nha. Đây cả nhà nút nụ quá chừng luôn nè cả nhà. Rồi đây nè, đây đây nụ nằm dưới làm lên á. Đây cả nhà kim nhóc quá chừng luôn nè cả nhà. Đây nụ ở dưới nè cả nhà. Tiếp theo là giảo chân châu ghim ha, cây số 13, hoành 10, cao 75 tới ngang 75, giá 500 luôn. Rồi. Cái cây này nở cái bông ngày bữa hôm qua ha. Nãy hơi héo nhưng mà bông cũng khá là nhiều cánh luôn á. Ừ. Cây này bự cả nhà, cây này cao nha. Bên đây còn bông đây nữa đâu rồi. Đây nè. Bên đây. Đó, bông nở hôm qua này hơi héo. À. Bông rồi. Này được 9 cánh. Nhiều cánh lắm. Nụ kim thì ôm lại còn nhiều. Rồi mình tham khảo một vòng nha cả nhà. Mã số này em vô luôn bao nhiêu Toàn? Giá là 500.000 bao phí. 13 cả nhà. Rồi. Thân cũng đẹp lắm. Cái này mình tầm đất lẻ lớn lắm nha. Ừ. Cả nhà mình tham khảo một vòng nha. Cho anh xin một vòng với Toàn. Đây, mã số 13 mình vô luôn là 500.000 bao phí ship. Cây này thấy mặt nha. Bông luôn chị em cứ yên tâm ha, bông đẹp lắm. Ba nở ba bông cực kỳ. Cái hoành là tới mười mấy em? Bên 10. Năm mấy gần 6 năm ạ. Năm mấy gần 6 năm phải không? Cái đế này cả nhà. Lòng không xin về với cây này cả nhà, hoành tới 10 lần. Rồi tiếp theo là cây giảo bên châu ghim luôn. Và cây này mã số 14 nha. Để hoành ngồi đi ta. Hoành này cũng 10 luôn á. Rồi cỡ cỡ to ha. Ừ. Cao 80, tại ngang 70 ha. Cho xin một vòng luôn. 600.000 bao phí ship cả nhà ơi. Dạ. Cây này cái giọng cũng đẹp lắm. Ừ. Rồi. Hôm nay mình lên giảo điên nhiều á Toàn. Dạ, còn chút sau con số giảo Thú Đức Ghim nữa. Rồi, giảo Thú Đức Ghim luôn hả? Dạ, cây bự chà bá mà khi nó bằng giá vậy luôn nè. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Rồi tiếp theo là giảo Tân Châu Ghim luôn. Cây này bự nữa nè cả nhà. Đó. À, thông số sao em? Cây này hoành nãy đo 10 11 ha. Ờ. Nãy em đo quên ghi. Rồi. Đó. Chiều okay. Cao thì 80. Chiều cao 80. Tán ngang 80 luôn. Tán ngang 80 luôn, cho anh xin một vòng đi Toàn ơi. Cây này thân đẹp. Mã số 15 nha cả nhà. Thần một xíu là quay bông giống nhau cả nhà. Nhưng mà cây này tàn lớn lắm nè. Ừ. Bông nhìn đã không? Cái tán bao nhiêu em? Tán cao 80, tán ngang 80. Rồi, cái bông này cái bông này chín cánh nè. À. Rồi anh xin một vòng luôn, cây này tàn nó cũng khá lắm cả nhà ơi. Mình vô luôn với giá là 800k bao phí bỏ chậu. 800.000 bao phí ship cả nhà ơi. Cái nằm nhường thú ha. Để mã số 15 nha cả nhà. Nhiều lắm. Ừ, cây thái xuống còn ha. Dạ. Rồi mình vô luôn giá là 800.000 bao phí ship nha cả nhà. Bông thân lắc lượng luôn cả nhà ơi. Rồi nút nụ rồi cả nhà. Nụ kim còn nhiều lắm. Rồi, này chưa mới nở con gió hả? Rồi cái nhà mình tham khảo nha. Rồi tiếp theo là giảo Tân Châu Ghim luôn nha. Rồi. Mã số 16, hoành được 15, chiều cao thì 95 tán ngang 1m1 ha. Rồi, giá ơi. 2 triệu bao ship. Ok, khá lớn cả nhà, cho anh xin một vòng đi Toàn ơi. Rồi, cái gốc đây cả nhà. Thân quá đẹp rồi. Ừ. Cây thân chậu này cũng 7 8 năm ha. Cái hàng mình ươm hạt này, hàng riêng này thì mình khai thác đế vẫn có đế nha cả nhà ơi. Wow. Nè. Để lậu đi sẵn rồi, về anh chị em muốn khai thác thêm hay khai thác mà để gì cũng quá được. Chừng bự đó nha. Rồi mình vô lô giá là 2 triệu bao phí ship bỏ chậu loại nha cả nhà ơi. Nè anh quay mấy mặt mình bông bỏ bồng cả nha. Đây cái mặt bông này cả nhà. Này nó nở mấy hôm rồi cả nhà. Nói chung là mình coi cái cánh ha. Rồi. Quan trọng là số lượng cánh thôi. Ừ. Đây nè. Ở bên đây nè. Đó. Rồi. Bông này đẹp ghê luôn. Bông gió nè cả nhà. Này anh chị em mình cây ghim thì chừng qua vậy là quá chuẩn ha. Nụ còn lại chơi Tết rất là nhiều. Đây cái đế này cả nhà, mình khai thác xuống vẫn có cái đế nhìn đế nó trải bàn đó nghe không? Đều à, nhỏ nhóc nè. Nhỏ nhóc. Phanh sữa. Cái này cô chú trẻ mình tầm 2 năm nữa ha. Ừ. Có thể lớn vậy là phanh chứa o luôn, rất là đẹp ha. Ờ à, nó khích lại phải không? Nó kéo xuống không? Dạ. Rồi tiếp theo là mai cúc bạch mai ghép cốc bứng ha. Rồi. Cây này hoành 28, cũ ngay đây là 55 ha. Ừ. Cao 79, tán ngang thì 85. Rồi cho 3 triệu bao phí. Cho anh xin một vòng luôn Toàn ơi. Đây cái đế cũng khá đế là khá đẹp ha. Đế khá đẹp cả nhà. Cái này em ghép bao lâu rồi Toàn? Cái này ghép này cứng 2 năm. Cứng 2 năm. Giống này cũng khá là hot ha, cúc bạch mai. Cúc bạch mai cả nhà. Rồi, bông thì 24 cánh tới lên ha. Ừ. Đó anh chị em muốn xem mặt bông thì có thể các bạn gửi cho, tại cái này cái búp nó đang hí hí lên ha. Rồi. Đây nè. Tán tinh chị em mình khỏi sợ ha, này cúc bạch mai. Cúc lá bạch mai. Lá cẩm thạch, còn cái đọt thì nó hơi quắn nhẹ ha. À, rồi, mình tham khảo cái đế nha cả nhà. Đế đây. Rồi cái đế nè cả nhà. Mấy cái chân sổ nè cả nhà. Cái này mình giao lưu là 3 triệu bao phí ship cả nhà. À, cô chú anh chị em có thể là mình tới vườn thì em để giá hữu nghị hơn nữa ha. Rồi để mình để cái tay vô cho cả nhà mình dễ hình dung nha cả nhà. Để rồi, cộng cái góc này là mã số 17 cả nhà ơi. Cả nhà mình tham khảo nút nụ nha. Rồi cúc bạch mai cả nhà ơi. Rồi tiếp theo là mã số 18 ha. Hoành 22,
cao 1m5, tán ngang thì được 90 ha. Giá là 3 triệu, cũng là cúc bạch mai ghép cúc bứng ha. Rồi cái nhà ơi, mình tham khảo cái gốc này nha cái nhà. Đế cũng khá là cái đấy. Thời gian ghép cũng như nhau phải không anh Toàn ơi? Giá này cũng 2 năm luôn ạ. Rồi cái đế này cái nhà mình tham khảo cái đế nha. Hoành ở đây là 22. Cao hoành 22 em đo ngay chỗ cái cổ ha Toàn. Dạ em đo ngay đây nè. Đó, em chưa có đầu đế này, bộ đế này còn dưới lắm. Đó. Rồi cái nhà mình tham khảo cái đế cả nhà ơi. Hồi nãy em đo ngay chỗ này phải không? Dạ đúng rồi. Đo ngay eo luôn rồi. Chỗ cái eo. Rồi cái cục đế này cả nhà. Cái cổ nó bự dữ lắm mà không có đo là, tại nó không hết. Cái này là mã số 18 nha cả nhà. Mình vô luôn là 3 triệu. Rồi mình xem tham khảo một vòng cả nhà. Nói chung là cái hàng này cũng có nút nụ hết trơn rồi cả nhà. Cúc bạch mai ha. Giống thì khỏi, chị em mình khỏi lo ha. Bao chuẩn giống luôn. Rồi cả nhà mình tham khảo một vòng nha. Nụ nữa nè. Sau khi có nhánh quắn nhánh hông này chứ không phải nhánh này cũng quắn. Nè anh thấy không? Hai nhánh nè. Nhánh này quắn, nhánh này hiện hẳn. Ồ vậy hả? Dạ. Nó giống mày quắn vậy. Trời ơi. Nó muốn quắn hông à, nó tùm lum nữa. Dưới này không ra thẳng luôn. Nụ nữa cả nhà. À, vậy là không phải cái nào cũng thẳng, cũng không phải cái nào cũng quắn, nói chung là nó lộn xộn trong ha. Nó muốn gà sao gà em cũng không biết. Nhưng mà bông là nhánh nào thì cũng bông tắn hết. Hai mấy cánh tơ lên. Rồi tiếp theo mã số 19 nha, cũng là cúc bạch mai ghép cúc bứng luôn. Rồi. Nghe đây, cây này hoành được 28, cũ dưới đây bung 4. Cao thì 1m ha, tàn ngang 90. Rồi cho anh xin một vòng luôn Toàn ơi. Góc này em giao lưu bao nhiêu Toàn? Dạ giá là 3 triệu 2 bao phí ha. 3 triệu 2 bao phí ship cả nhà. Đó, cúc bạch mai thì bông màu tắn rất là đẹp luôn. Cúc bạch mai đây cả nhà. Hồi mình tham khảo cái đế. Hồ cái đế đẹp ghê ta. Đây cái đế đây cả nhà. Cái này em ghép, thời gian ghép nó cũng như cây trước em. Dạ khoảng tầm 2 năm mày. Ừ. Tại cái lô này mua 2 năm thì tước thì phôi rất là mắc ha. Nên cái giống cúc này nữa thì bán tính ra không có lợi là meo lắm. Rồi cúc bạch mai nha cả nhà. Nè quay ra nút nụ luôn. Nụ đây cả nhà. Nhưng mà những cái cây già già thì mình lặt lá ra thì nó ít rụng ha. Cái loại này nó rụng giống như cúc ta 50 vậy. Rồi. Rồi cho anh xin một vòng luôn. Cô không hiểu mã sao. Mã này là mã số 19 nha cả nhà. Mình vô lưu với giá là 3 triệu 2 em. Dạ 3 triệu 2 bao phí. 3 triệu 2 bao phí cả nhà. Tiếp theo là mã số 20 ha, cũng là mã số cuối cùng luôn. Đó là mai tiếng vua. Tiếng cây vua. Cây hoành 28 ha, cũ 52. Ôi. Đó, chiều cao thì 90, tới ngang 1m2 ha. Mét ngang em đo phủ bì nha. À. Tại cái này cành phóng em đang thả, có thể anh chị em nếu mình chơi cái cành bay cũng được nữa. Cái này là xu là mình dạ này đó em test keo nè. À, mình test keo cả nha. Dạ. Không phải tự nhiên nha cả nhà. Tại cái mặt hẹo đây quá lớn. À. Nên test keo. Mà test keo nó xù nhìn thấy ghê không? Ôi, ôi kìa. Mà số 20 cả nhà, mình ghép với mai tiếng vua cả nhà. Nụ dữ dằn. Tiếng vua nụ về cơm trái vậy ha. Ừ. Nụ rất là nhiều. Nhánh nào cũng gì hết. Này cũng ghép 2 năm rồi nè. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Quá chừng nụ luôn cả nhà ơi. Tiếng vua nè. Cái này em ghép bao lâu rồi Toàn? Dạ 2 năm rồi. Rồi tiếng vua này 2 năm tới hot lắm. Hot lắm phải không? Nụ hot về nụ luôn. Nhưng mà bông thì nó cũng bình thường. Bông thì từ 5 đến 8 cánh ha. Chứ không có nhiều cánh lắm. Mà được con cái nụ ha. Dạ đúng rồi. Nụ luôn cả nhà. Ôi nhìn về nhìn đẹp quá chừng, nhìn nổi da gà luôn. Cây này thì lẻ lớn dễ chăm sóc lắm. À, nó cũng mạnh lắm ha. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Góc mã số 20. Đây cái đế mình trái keo mình tạo xù nè cả nhà. Dạ. Nhìn cũng hầm hố lắm chứ bộ ạ. Đó cây này giá là 3 triệu rưỡi em bao phí á. Anh chị em nói toàn thì cũng một là giao xe ôm, hai nữa thì đi chung xe tải ha. À. Đó còn nhiều quá thì có thể bỏ chậu, xa quá bỏ chậu ha. Thì cửa hàng mình cũng ở gần sát lộ luôn đó nha. Cho nên rất là dễ vận chuyển. Mà là tới vườn thì em để giá hữu nghị luôn ha. Ừ. Đó mình chở về luôn. Cây này cũng dễ chở, bỏ sao yên xem ra là chở gọn lắm. Tiếp theo là em giao lưu một số loại mai giống ha. À. Cái này mai giống ghép nay mùa mấy luôn rồi. Rồi. Gốc thì nó cũng xem tới Úc thôi ha. Ừ. Gần liền hẹo luôn ha. Rồi cái chiều cao nó khoảng chừng nhiêu rồi? Chiều cao nó khoảng tầm 30 lên đi. 30 lên, tán ngang. Đó, cũng tùy theo loại. Này là loại đầu tiên là cúc 2 tầng ha. Cái này em giao lưu bao nhiêu? Đó, em thanh lý luôn giá 30.000 cây ha. Cúc 2 tầng 30.000 cây. Rồi dạ. Bao nhiêu cây em gửi Toàn? Dạ cái này thì 2 cây em gửi hàng, tại nhiều khi anh chị em mình lấy giống á. Ừ. Rồi 5 cây em bao phí, 10 cây em tặng 1 ha. Rồi 10 cây tặng 1. À, đế cũng xử lý đa dạng nha cả nhà. Quá lộn xộn hết á. À, đầu tiên là mình có cúc 2 tầng, tiếp theo mình tới gì nữa em? Dạ cúc họ Hương nè. Mình có mấy giống Toàn? Này mày 6 giống rồi. 6 giống cả nhà ơi, cúc thọ hương một cái gốc nữa cả nhà. À, như vậy em bán là 30.000 cây. Như cúc hương là chiều cao 4 mấy luôn. Cái hàng này là Tết mình có bông nha cả nhà. Dạ. Hàng này tại nhiều quá chăm sóc không xiết nữa, lá nó hơi xấu ha, à. Lý giá nó hơi rẻ một xíu. Rồi. Cho cô chú anh chị em mình dễ chơi. Rồi, quan trọng là có nụ với lại Tết có bông đẹp là được rồi cả nhà ơi. Rồi tiếp theo là cúc Tân Châu ha. Cũng có đế xử lý đẹp cả nhà. À, Tân Châu cả nhà. Dạ.
cây cũng khá cứng cây cả nhà ơi. Mình bán có 30.000 cây ha, để mình để xa xa cả nhà tham khảo ha. Rồi mình có 3 giống nha cả nhà. Rồi tiếp theo là dảo Phú Tân ha. Phú Tân. Phú Tân này cô chú anh chị em là ở ngoài miền Bắc rồi. Thì cái loại này nó lẹ lớn với nó chịu lạnh tốt nha. Rồi. Lên nụ nó không có bị rụng, còn như dảo Phú Đức, dảo siêu nụ kia lạnh quá là sẽ bị rụng nụ ha. Rồi cả nhà mình tham khảo nha, mình có 6 giống nha cả nhà. Tiếp theo là dảo siêu nụ ha, siêu nụ về 6 đến 12 cánh ha. Siêu nụ đây cả nhà ơi. Rồi. Cũng nhiều cao hơn tầm 40 bốn mấy ha. Dảo siêu nụ thời gian ghép cũng như nhau hết phải không Toàn? Dạ. Cùng một lô cả nhà. Đây cái đế này cả nhà. Ừ. Mình cởi cỡ xem cũng danh của mình luôn đó nha. Rồi đồng giá 30.000 một cây. Rồi cái giống cuối cùng này cúc bạch mai ha. Cúc bạch mai. Đó bông thì 24 cánh trở lên. Cây này ghép này ngắn hơn, ghép mới có khoảng tầm 4 5 tháng ha. Rồi. Chiều cao khoảng tầm mười mấy đến 20 cm ha. Rồi. Giá cũng 30.000 cây luôn. Rồi, vậy cứ 2 cây gửi, 5 cây mình bao ship, 10 cây tặng 1. 10 cây tặng 1. Đó, cây gửi tới giống chỗ thì được cô chú anh chị mình kiểm tra khi nhận hàng ha. Đúng cây mình nhận cây thanh toán, nếu cây có gãy hay đó thì em từ tiền nó ra cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi số điện thoại của Toàn mình để bên góc trái màn hình nha cả nhà. Cả nhà có quan tâm thì cả nhà nhờ Toàn lựa cây rồi mình chốt đơn, hay nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái cây này thì thời gian ghép thì nó ngắn hơn không em? Ừ. Nhưng mà giống nó mới hơn. Rồi cả nhà tham khảo nha, cái này là cúc bạch mai ha. Dạ, cúc bạch mai cả nhà. Rồi tiếp theo thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai dảo Hữu Đức thần chậu ha. Cây gin, cây này em cũng mua ở Bình Lợi, Long An rồi về nè. Rồi cái thông số là mình lấy làm sao Toàn? Để em đo luôn. Cái này thì cũng may bê suông ha, không có đế không. Chiều cao ủ hoành thì 15 ha. Hoành 15. Hoành 15. 8.000. 8.000 mét 2. Mét 2 cả nhà. Cao thì 1.5 đi. Cao 6 tính 1.5. Thì như cây này em giao lưu sao Toàn? Dạ cái này thì em giao lưu giá là 500.000 tại vườn ha. 500.000 tại vườn. Đó anh chị em có thể là mình tới vườn mua, hoặc là em gần gần nếu như tiện đường như Sài Gòn rồi, hay có thể là em ghép xe đi Sài Gòn ha. Ừ. Chứ tại vì ship đi giờ dịch vụ vận chuyển nó đi lâu quá, nhưng mấy cây lớn này khi 5-6 ngày mới tới rụng lá, nhiều khi cô chú anh chị mình khó cuộc ha. Rồi, cây thì đang vô nút nụ cho cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Đây nút nụ nè cả nhà, nhà vườn mình xử lý nút nụ hết trơn rồi cả nhà. Nói chung cái nhánh nào cũng có nụ hết trơn á. Ừ. Nhưng mà nay mới tháng 9 nụ hơi nhỏ ha. Rồi. Đó, nè, cô chú anh chị. Cái này em từng chậu bao lâu rồi Toàn? Cái này từng chậu hôm tháng Giêng tới nay. Mình tham khảo một vòng nha cả nhà. Như cái khoản tiền này thì cái thông số mình dao động từ khoảng bao nhiêu em? Dạ thông số thì nó khoảng tầm 16 đến 18 á. Ừ. Còn chiều cao? Chiều cao thì 1m3 đến 1m5 đi. Rồi. 16 thì cũng có nữa. Rồi 8.000 khoảng chừng nhiêu em? 8.000 thì 1m 5m3 là đồng giá ở vườn là 500.000. Dạ đúng rồi. Rồi cái nhà mình tham khảo nữa nha. Đó. Cái bài này bán cũng không có lời lớn gì, mua lúc đó ham ham gà viên đang sốt mai á. Ừ. Mua hết 300.000 cây rồi. Rồi. Vô chậu nuôi tới nay nữa thì bán chắc lời meo lắm. Nhưng mà bán cho tống chỗ nên mình dọn chỗ mình làm cây mới. Tức là mình thường cả 8 tháng rồi, công chăm sóc cả 8 tháng rồi. Dạ. Mà giờ mình giao lưu là 500.000, tức là lợi có 200.000 nữa à. Dạ. Số lượng bên em có nhiều không Toàn? Cái số lượng 5 tâm này còn khoảng tầm mấy chục cây vậy á. Chứ còn nhích hơn mấy chục cây 6 tâm nữa quay luôn. Rồi, cả nhà dạ. Mình tham khảo nha cả nhà. Nè em đứng ngang em ngang đầu vậy nè, mà chưa từ chậu ra khoảng tầm 1m4 1m5 vậy đó. Rồi 500.000 cây. Ở đây mình có cái bông gió nữa nha. Đây nói chung thì mai dảo à, nó lộn xộn ha. Có cây khi nó 5-6 cánh, 7-8 cánh, 10 cánh, 11, 12 cánh tùm lum nè. Vậy nó dao động từ 6 đến 12 hay sao? Nó ít nhất từ 5-12 là chính xác nhất. 5-12 là chính xác ha. Dạ. Cái bông này đó nha. Rồi. Tại vì đôi khi cái nhánh này để coi 2, 4, 6, 8 cánh nè. Ừ. Rồi khi đâu bên đây vậy nè, nó ra 5 cánh tại vì cây gin mà nó đâu có hận tầm tâm được. Đúng với rồi. Tùy theo cái nút nụ nữa. Nút nếu nụ như nụ nó nhỏ thì cánh xít, còn nụ nó to cánh nhiều à. Nhưng đây. Mà cây này cô chú anh chị em miền Trung bắt ở chơi này ok nè. Nụ nó dạng như nó già, nó no nưỡng hết rồi nè. Mình tham khảo một cây với giá là 600.000 nha cả nhà, giá tại vườn nha cả nhà ơi. Hoành này 19 nè. Hoành 19. Đây cái tàn nữa cả nhà. Tán ngang 1m3. Tán ngang 1m3. Chiều cao 1.5. Cái này chiều cao khoảng tầm 1m8 á. Ồ nè, to cho, đó. Ừ cho anh xin dòng thứ gì Toàn? Thì cái hàng này thông số nó dao động sao em? Nó thông số là từ 18 đến 22 ha. Ồ à, tán ngang thì 1m1 đến 1m4. Chiều cao thì cái đó hình như cái nhánh 6, con 2m. Ờ cái nhánh con nó mọc lên không ta? Cái lòng hồng dạ. Đó nhánh con ở dưới nè đây ha lên. Đúng rồi kể rồi
mình giao lúa giá là 600.000 một cây, giá tại vườn nha. 600 là giá tại vườn nha. Rồi cái nhà mình tham khảo, nhà vườn mình cũng bên đây là bao nhiêu cây mà hàng 600.000 này nè? Hàng 600, hàng cũng như hàng tiễn ấy được, cũng còn mấy chục cây à. Còn khoảng mấy chục cây. Đây nút nụ nữa cả nhà. Đang vô ôm nụ tên này. Giờ mai tàn là phải xử lý nụ hết, giờ xử lý mới kịp Tết không anh Toàn? Dạ. Chứ trễ quá thì trễ quá thì Tết không có bông chơi cả nhà. Giờ xử lý cho già nữa. Cái nữa nụ no toàn là cánh sẽ nhiều hơn với nụ cũng nhiều nữa. Anh thấy vậy chứ một nụ kim vậy nè. Nở ra lặt lá nó bự hơn nữa, ra lấy 4-5 chân xanh, nở 4-5 bông vậy. Nó tùy theo nụ, nụ càng bự thì nó ra cái búp nó nở chân xanh càng nhiều. Rồi lần đầu tiên em quay thì có gì sơ sót thì mong cô chú anh chị mình thương tình bỏ qua và xem ủng hộ em ha. Rồi. Đó thì em quay một số cây mã số với hành lý 30.000 với số mày tàn tại vườn ha. Đó cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo, gọi địa chỉ qua anh tới vườn mình xem ủng hộ. Ở số lượng càng nhiều thì giá nó càng rẻ nha. Rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.